Chương trình trại hè tiếng Anh tại Philippines với chi phí vừa rẻ hời nhưng hiệu quả mang lại rất cao. Trẻ từ chán ghét tiếng Anh trở nên yêu thích tiếng Anh, tự tin hơn. Trẻ có nguyện vọng nâng cao số điểm tiếng Anh như IELTS thì chắc chắn cam kết sẽ cao hơn rõ rệt chỉ sau vài tuần. Hiểu được tầm quan trọng tiếng Anh, đặc biệt là vào hè sắp tới đây, khi mà ở Việt Nam môi trường giao tiếp được xem là hạn chế nhất để phát triển các kỹ năng tiếng Anh ở mức tối đa. Giờ học chỉ kéo dài 1,5 đến 2 tiếng trên lớp, không đủ thời gian để thực hành và sau những tiết học là những cuộc trao đổi bằng tiếng Việt. Ngoài các nước Anh, Úc, Mỹ, thì Philippines hiện nay được lựa chọn là điểm đến du học hè vì nhiều nét nổi bật như là quốc gia nói tiếng Anh tốt nhất châu Á theo khảo sát và xếp hạng của ETS Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ. Đào tạo tiếng Anh đạt chất lượng cao trong thời gian ngắn 2 đến 12 tuần, trong khi chi phí lại rẻ hơn nhiều so với các quốc gia lớn khác. Đến với trại hè tiếng Anh tại Philippines, trẻ sẽ được học tiếng Anh chất lượng quốc tế thiết kế theo mô hình Sparta với các lớp học man-to-man hiệu quả. Một thầy chỉ kèm một trò, nên có thể quan tâm sát sao đến khả năng và tính cách của từng em. Từ đó, tùy chỉnh giáo trình sao cho phù hợp nhất với từng học sinh, giúp các em phát triển tiếng Anh toàn diện. Bên cạnh đó, các lớp nhóm nhỏ và nhóm lớn sẽ rèn luyện cho các em kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hàng ngày và kỹ năng thuyết trình, giúp các em tự tin hơn khi giao tiếp trước đám đông, tự do thể hiện và trình bày ý kiến của mình. Hơn thế nữa, các em còn được luyện tập thể thao mỗi ngày sau giờ học: bơi lội, cầu lông, bóng rổ, gym, giúp các em cân bằng được việc học và có sức khỏe tốt. Các em sẽ được thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa đa dạng như ca hát, nhảy múa, hùng biện, dã ngoại, du lịch, tham gia các hoạt động xã hội, học cưỡi ngựa, khám phá thế giới động vật, thám hiểm đại dương, công viên nước. Tất cả những điều này kết hợp lại không những giúp học viên tăng cường được vốn từ vựng thực tế đa dạng, mà còn giúp các em rèn luyện các kỹ năng sống, tính độc lập, biết cách xử lý tình huống và giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế. Trường luôn có đội ngũ quản lý, hệ thống giám sát và luôn cập nhật thông tin trên trang hệ thống để phụ huynh nắm. Trong suốt khóa hè, nhà trường sẽ chăm lo đời sống cho học sinh, chăm sóc y tế 24/7, luôn có quản lý phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc và giúp đỡ các em trong môi trường quốc tế. Các em được học tập trong môi trường yên tĩnh, an ninh tối đa. Về chế độ dinh dưỡng, các em luôn được đảm bảo chế độ ăn bổ dưỡng phù hợp với sự phát triển của lứa tuổi. Chương trình phù hợp với độ tuổi từ 7 tuổi trở lên và học tập với chương trình nghiêm khắc phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Phụ huynh và học sinh quan tâm đến chương trình để lại thông tin hoặc liên hệ văn phòng tư vấn du học Philippines uy tín Golden Way Global Education 207 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3.